Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 65, phẩm vào Pháp giới thứ 39. 10. Từ hạnh đồng nữ, phó thác thứ 10, quán đành trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử, ở chỗ thiện tri thức, khởi tâm rất tôn trọng, sinh sự hiểu biết rộng lớn thanh tịnh, thường nghĩ đại thừa chuyên cầu trí huệ của Phật. Nguyện thấy chư Phật quán cảnh Pháp giới, Chí huệ không chướng ngại thường hiện ở trước quyết định biết rõ bờ mé chân thật của các pháp bờ mé thường trụ bờ mé các sát na của tất cả ba đời bờ mé như hư không bờ mé không hai bờ mé tất cả pháp không phân biệt bờ mé tất cả nghĩa không chướng ngại bờ mé tất cả kiếp không thất hoại bờ mé tất cả như lai không bờ mé đối với tất cả chư phật tâm không phân biệt phá các lưới tưởng lìa các chấp trước chẳng chấp lấy chư phật chúng hội đạm tràng cũng chẳng thủ lấy cõi phật thanh tịnh biết các chúng sinh đều không có cái ta biết tất cả tiếng đều như vang biết tất cả sắc đều như hình bóng thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến thành sư tử phấn tấn đi khắp nơi tìm kiếm tử hạnh đồng nữ Nghe nói đồng nữ này là con gái của vua sư tử chàng, có 500 đồng nữ hầu hạ, trụ ở điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi trên tòa long thắng trên đàn túc kim tuyển võng thiên y mà nói diệu pháp. Thiện tài nghe rồi, đi đến cửa cung vua để tìm kiếm đồng nữ đó, bèn thấy vô lượng chúng đi vào trong cung, Thiện tài hỏi rằng: "Hôm nay các vị đi đâu vậy?" Họ đều đáp rằng chúng tôi đến chỗ Tử Hạnh đồng nữ để nghe diệu pháp, thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy, cửa cung vua này không có ai canh gác, ta cũng nên đi vào. Thiện tài vào rồi thấy điện Tỳ Lô giá Na Tạng đất bằng pha lê, cột bằng lưu ly, tường bằng kim cang, vách bằng vàng diêm phù đàn, dùng trăm ngàn ánh sáng làm cửa nẻo, có a tăng kỳ mani ni báu dùng làm trang nghiêm, gương bảo tạm ma ni trang nghiêm chung quanh, dùng ma ni báu tốt nhất thế gian để trang nghiêm có vô số lưới báu che phủ phía trên, trăm ngàn linh vàng vang ra âm thanh vi diệu, có các thứ báu không thể nghĩ bàn nghiêm sức như thế, từ hạnh đồng nữ đó, da màu sắc vàng, mắt màu tím biếc, tóc màu xanh biếc, dùng phạm âm để diễn nói pháp thiện tài thấy rồi, bèn đảnh lễ từ hạnh đồng nữ, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay lại mà nói như vậy. Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói.